tiếp tục cái chuyến hành trình của Gà và cô Lon và anh Ba và cùng tất cả cô chú anh chị đang xem qua cái màn ảnh nhỏ của Gà, thì mình sẽ tiếp tục đi lên trên đây để tặng cho bác thợ rèn, một người thợ rèn cổ xưa vẫn còn sót lại ở trên núi cả nhà, thì tặng cho bác một cái đèn năng lượng mặt trời, tại vì bác cũng cần một cái đèn để có ánh sáng cả nhà trong cái ngôi nhà. Thì sẵn một cái chuyến đi thì Gà không có mang như gạo này kia, tại vì mình đi không có nổi cả nhà, nên là mình tặng cho họ cái đèn trước. Cái đèn là cái họ cần thiết để mỗi ban đêm họ soi. Bên đây anh Ba ơi, qua đây nè, qua đây đi ngõ này nè. Đây là cái ngôi nhà nhỏ nhỏ của bác thợ rèn, ông chứ không phải là bác nữa cả nhà, tại vì ông cũng đã là 70 tuổi rồi, 69, 70 tuổi rồi. Không biết là có ông ở nhà hay không. Có ông ở nhà không? Không có ai. Không có ai ở nhà hết cả nhà ơi. Không có ai, vậy mình tiếp tục đi lên trên cái ngôi nhà trên kia coi. Trời bây giờ rất là gió nha cả nhà, không có bác thợ rèn ở đây, ông thợ rèn chứ. Gà cứ nói nhầm miết thôi. Thì mình tiếp tục đi lên trên nhà hai ông bà cụ ở trên núi. Hai ông bà rất là dễ thương. Ê, gió quá. À, cả nhà thấy cô Lon đi núi mà nắm áo anh Ba lại không à, sợ rớt xuống dưới. À, cô thấy đuối chân chưa? Mệt rồi hả? Ôi cô đàn bà quá. Ôi cô ông thợ rèn á. Đó, đi đường đó, đúng đường rồi đó. Hôm nay là Gà muốn đưa cả nhà mình đi trải nghiệm ở trên núi á, với lại cũng muốn là đưa cô Lon đi trải nghiệm để cô Lon biết được là cái cuộc sống của người đồng bào ở trên núi như thế nào khi mà mình trải nghiệm thực tế. Đất bằng ha. Bên đây. Cô Lon cảm thấy sao rồi? Hả? Hơi mệt thôi đó hả? Tối nay chắc là ngủ ngon lắm đây. Mình phải đi qua cái gập núi này xong mình đi xuống. Sao sợ hả? Cố lên nha. Đây là cái chuyến hành trình đáng nhớ nhất của mình nha. Nếu như mà tất cả cô chú anh chị muốn cùng với lại Gà với lại cô Lon đi lên trên núi á, để mình có thể là thăm những hộ gia đình ở trên núi, thì hãy liên hệ với Gà qua số điện thoại Zalo mới của Gà nha. Gà sẽ đọc cho tất cả cô chú anh chị cùng nghe nha. 0348 721 921, đó là số điện thoại của Gà và Zalo mới, Viber mới luôn rồi cả nhà. Cả nhà hãy kết bạn với Gà nha. Gà đọc lại cho tất cả cô chú anh chị mình một lần nữa nha. 0348 721 921. Đi qua con đường này thấy đẹp quá ha. Mình hiện tại bây giờ mình đang ở trên đỉnh núi á. Ở đây là người đồng bào họ trồng cây điều nhiều lắm cả nhà nè. Đó. Cô Lon giỏi ghê á, đi núi giỏi ghê á. Gà thì gà thấy là cái chân mình nó cứng rồi nè. Hôm nay là cho cô Lon đi đã luôn. Đó, đó, đó.
Ở đây là có một cái ngôi nhà người đồng bào làm. Họ lấy đá họ chất lại này cả nhà. Này là cái chuồng heo thôi, không phải là cái nhà ở đâu. Nhưng mà cái chuồng heo đây là vĩnh cửu nè. Không có heo trong đó. Thôi. Đuối quá. Thôi đi thẳng lên luôn ba ơi, thẳng qua cái cây đó. Ở đây cũng có người đồng bào nữa. Đi qua đó luôn anh ba. Sao cô Lon thấy sao rồi cô Lon? Thấy sao rồi? Là mình đang đứng ở trên đỉnh núi luôn này nha. Đây là trên đỉnh luôn á. Cái hộ lúc nãy á, là mình vừa mới đi qua á, là họ sống ở trên đây. Nói chung là cuộc sống của họ là nó đỡ hơn. Tại vì gia đình của họ cũng có bò á. Gà tìm hiểu là gà biết được là gia đình của họ cũng có bò, cuộc sống nó đỡ hơn cả nhà. Nên gà muốn mình đưa những cái món quà của tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân á, là đến tay những người mà họ thật sự cần những cái món quà đó. Đi qua luôn. Rồi đi thẳng tới, đi theo cái con đường mòn lên ba. Ở bên kia cũng có một hộ gia đình nữa nhưng mà gà chưa có tìm hiểu. Thì mỗi khi mà gà đến một cái nơi nào đó thì mình muốn là tìm hiểu trước nha cả nhà. Coi hoàn cảnh của họ như thế nào thì gà mới có thể là mình giúp đỡ cho họ. Cả nhà mình nhìn hai bên nè. Hai bên này là cỏ nó mọc lên nè. Rồi đi theo cái con đường mòn đó đi qua bên tay trái luôn nha anh ba. Ở đây là người ta trồng cái cây đậu này, hai bên đậu này. Nhưng mà có trái được chút xíu à. Tới nhà kia kìa. Đi tới đây là mình thấy liễn xiển luôn rồi đó. Có Lon mệt chưa? Chưa hả? Mình chút chút thôi hả? Chút chút rồi thấy thở dữ vậy. Nhà của hai ông bà là ngay chỗ kia đó nha. Nhà kia kìa anh ba, nhà dưới kia. Đi theo con đường mòn đi thẳng tới luôn. Hôm bữa gà đi lên thăm ông bà rồi. Nhưng mà gió còn hơn cả bây giờ nữa cả nhà. Gió gấp 2 lần, gấp 3 lần bây giờ luôn á. Công nhận là cô Lon giỏi ghê luôn á. Đi bên này nè anh ba, bên này nè. Bên này. Đi lộn đường là mình đi đường kia là mình đi xuống dưới kia luôn á. Cô Lon ở bên Canada là cô nói là cô đi leo núi rất là giỏi cả nhà. Như lại chạy xe đạp nữa. Mà về Việt Nam đây là cô cũng đi núi rất là giỏi luôn. Mà nãy giờ chưa thấy cô kêu mệt nữa. Hay là cô giấu cô Lon. Có mệt chưa?
Ít thôi hả? Mỏi chân chưa? Đây tới nhà rồi nè cả nhà. Tới đây thì mình thấy cái ngôi nhà thân thương. Này cái chuồng heo nè. Chuồng heo nè. Đó. Nhìn nó đẹp quá trời. Đẹp không? Chào ba. Chào. Vừa lên à. Bà nhớ con không? Nhớ. Nhớ à, lên rồi nhớ. Cái bên này có nhớ. Cái con gì? Cái con gì? Con gì? Bà đang ăn cái gì vậy? Cẳng trên. Bệnh hả? Bà bệnh hả? Cam. Dạ cam. Ông cũng cảm luôn hả? Không biết ổn khoa thở cao ở ngủ rồi. Dạ. Bà ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Chưa ăn rồi mà cũng còn nè, ăn. Dạ. Ăn cơm ăn. Con chào ông nha. Dạ. Chào. Ông bệnh hả? Bệnh hả? Dạ. Cái đây là cái chỗ ở của ông nè cả nhà. Đây là chỗ đây ông nằm, còn bà là bà ngủ bên trong. Tại vì sức khỏe của bà là yếu hơn ông, nên là bà phải nằm bên trong đó khỏi gió. Còn ông mà nằm đây gió quá trời gió luôn cả nhà ơi. Đó bà đang mở cửa ra. Bà ơi, bà qua đây đi bà. Bà hát bài ca nè. À, bà mới mua hả? Mới mua. Ồ, bà ra đây cho con coi thử đi. Coi đi nè. Bà nó thích cái này quá. À. Mở cái này lên cho con hát nè hả? À. Cái đài cả nhà, cái đài nè. Bà mua bao nhiêu? 400. Bà ra đây bà. 400 ngàn hả? À, 400 ngàn nè. Ồ, tiền đâu bà mua? À, xin bà. À, tiền hôm bữa hả? Dạ. Không có ăn cáo à. Dạ bà cất đi, bà để cất đi. Bà nói bà cần cái đài đó để nghe cho đỡ buồn cả nhà. Ở trên núi. Bây giờ gầm rồi cả nhà, mình đi vô trong cái ngôi nhà của bà luôn nha. Ngôi nhà nhỏ nhỏ của bà nè. À cha. Cửa nè. Dạ. Không có. Bây giờ đây. Đây. Ngôi nhà của bà đây. Ồ, tới cho con ngủ một bữa nha. Ngủ đi. Được không bà? Ồ, ở đây mình nằm tối mà mình ngủ đã lắm cả nhà ơi. Tối mình để đồ ở đây nè. Là mình ngủ. Ồ, cho con ngủ một giấc nha. À. Dạ. Gần ngủ một giấc nha cả nhà. Ừ. Ồ, trời ơi thoải mái quá, cái nhà nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là thoải mái luôn. Con thích quá bà ơi. Bà tới đây, bà tới đây ngồi. Hôm nay con có. Hôm nay con có một món quà tặng cho bà. Dạ. Dạ. Mừng. Vô tay. Vô tay. Dạ. Con tặng cho bà một cái đèn năng lượng mặt trời. Dạ. Bự lắm, sáng hết nhà của bà luôn. Dạ. Thích không? Thích. Con bắt cái bóng đèn ở chỗ đây nè, bà bật lên cái là sáng hết cái nhà dạ. mình luôn. Dạ. Là không có sợ mà không có xài bình nữa. Ừ. Cứ nắng lên là nó sáng hoài thôi à. Dạ. Buổi tối là nó sáng cả đêm luôn. Dạ. Bữa giờ bà không khỏe hả? Không khỏe, cằm nè chứ. Dạ. Ừ. Bà chị nè không có vô à. Dạ. Cô đang tham quan ở ngoài á. Dạ. Cô thích con chó của bà. Ha. Dạ. Bà vui không? Bà thấy con lên bà vui không? Vui. Ở bên đất nó ghé chưa? Nó ghé lên xuống đẹp, tốt đẹp luôn hả? Dạ. Biết đường nha, nhớ à. Nhớ chứ. Nhớ. Con nhớ bà là con tới chỗ nào con cũng tới được hết. Dạ. Ồ, khi mà mình bước vô trong cái ngôi nhà đây, mình thấy cái ngôi nhà này nó rất là nhỏ cả nhà. Nhỏ xíu à, nhưng mà mình bước vô đây mình cảm thấy nó rất là ấm luôn. Mình nằm trên cái giường đây nè, thật sự là gà chỉ thích một cái cuộc sống đơn giản như thế này thôi. Mình cũng không có thích là mình ở những cái ngôi nhà như to hay là sạch sẽ như thế nào. Nhưng ở đây thì cả nhà mình nhìn thấy mái che như thế này. Đó, vách đồ đen nhưng mà rất là sạch sẽ nha. Rất là mát luôn, không khí ở đây thì rất là trong lành đó nha. Nằm trên cái giường đây, giường của bà nhớ lại bà nội của con á. Bà nội của con. Vài con ngày xưa cũng xài cái nhà như thế này nè. Mát lắm. Mát. Bà sống ở đây bà thấy nó bình yên không? Hả? Hay là mình cảm thấy nó yên tĩnh, bình yên không?
Dạ. Ừ. Vui vẻ bà ha. Ừ. Ừ. À, cháu của bà đâu? Ừ? Cháu bà đâu? Đi về. Thằng bé bị câm điếc á. À, đi về. Đi về rồi. À, về là đi theo mẹ rồi. Dạ, đi theo mẹ rồi. Ừ. Bây giờ con sẽ tiến hành bắt cho bà một cái đèn ở đây nha. Ừ. Dạ. Làm bây giờ á. Dạ. Làm bây giờ là làm bây giờ luôn. Làm bây giờ luôn. Làm bây giờ là tối nay sáng luôn. Dạ. Dạ. Tối nay sáng liền. À. Dạ. Làm xong là sáng liền luôn. Dạ. Nhưng mà tối nay mình xài cả đêm luôn. Ha. Cả ngày nào ngày về, đêm về cũng sáng luôn hả? Ngày đêm cũng sáng luôn. Dạ. Dạ. Hết làm sao? Ban ngày mình tắt. Dạ tắt. Ban ngày khi nào mình cần mình mở. À. Còn ban đêm mình mở sáng đêm luôn. À. Dạ. Nên thì dễ hơn á. Dạ. Ừ. Bà thích chưa? Thích. Dạ. Ừ. Bây giờ con tiến hành con bắt cho bà cái đèn luôn nha. Ừ. Bắt. Bắt sao bà? Ừ? Bắt làm sao? À, bắt bao nhiêu cái sáng qua ông quay thử. Quay sao làm thử. Làm thử. À, à. Bắt ở trong đây hả? Bà muốn trong đây hay là ở ngoài chỗ ông? Quay cho ông đây thì nó sáng bên đây luôn à. Để không được không? Dạ được. Được hả? Sáng để hai bên luôn. Dạ, nó thêm mừng. Dạ. Bây giờ gà sẽ ráp cái đèn cho bà nha cả nhà mình nha. Tại vì bà rất là ước mơ có một cái đèn, người đồng bào họ ước mơ có một cái đèn có ánh sáng vào ban đêm á, để họ có thể là như mình dậy mình uống nước hay là đi vệ sinh hoặc là đi chỗ này chỗ kia cả nhà. Sống ở trong nhà không có sợ như có con rắn nào nó bò vô á, thì lúc nào gà cũng suy nghĩ tới con rắn thôi cả nhà. Thì trên rừng trên núi khi mà gà đi gà thấy con rắn nó rất là nhiều luôn. Và gà cũng muốn gửi cái lời cảm ơn đến anh Quốc Chương đã tặng cho những người đồng bào một cái đèn năng lượng mặt trời. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rất là nhiều luôn. Ừ. Bây giờ con lắp cho bà nha. Ừ. Yeah. Anh hai với lại anh ba đang lắp đèn cho bà nha cả nhà. Bà đang nhìn kìa. Tại vì bà chưa biết cái đèn năng lượng nó như thế nào phải không bà? Ông đang ở bên kia cả nhà. Cả nhà mình nhìn thấy cái ngôi nhà của bà, mình rất là thương luôn. Khi mà mình bước vô mình nhìn cái ngôi nhà là mình cảm thấy rất là xúc động rồi. Nếu như mà bắt cho bà được cái đèn này chắc bà mừng dữ lắm. Đang có cái gì đây? Đúng rồi, mình bắt cái đó cho nó chiếu vô trong đây. Nó sáng luôn cả cái nhà của bà luôn. Ông đang xem nè. Đây là cái cửa vô nhà bà đang ngồi đây nè cả nhà. Bà dễ thương quá bà ơi. Cái nhà của bà bằng đất nhỏ nhỏ thôi. Anh hai cột lại cho chắc nha. Nhà của bà với lại ông á, nó khó làm một chút xíu tại nhà mình không có cái độ bám để mình leo lên trên mái nhà mình gắn cái đèn năng lượng, gắn cái miếng pin á. Anh ba cột chặt nha để gió thổi bay á. Anh hai thì làm bên trong, còn anh ba thì làm bên ngoài. Ở đây gà thấy ông bà có làm một cái chuồng gà nè cả nhà. Chuồng gà có con gà nó ấp ở trong đây nè. Ngon. Để gà coi thử coi có trứng nhiều không. À có nhiều trứng quá. Cái chuồng gà bằng cây nha. À, người đồng bào họ thường thường họ làm là những cái chuồng gà bằng cây như thế này nè cả nhà. Dễ thương lắm. Gà ấp trứng quá trời luôn. Ở chỗ này cũng có cái chuồng gà nữa cả nhà. À mấy gà nó mổ. Ủa sao mổ vậy con? Này.
Ôi trứng quá trời nè, gà mở lên cho cả nhà xem nè. Gà mái mà mổ gà trống con. Thôi đừng có mổ nữa nha. Ngon. Ngon nha. Mổ có đâu đâu mà mổ, mổ ơi, mổ ơi. Mổ ơi. Mà nhỏ mình hay sợ gà mổ lắm nha cả nhà. Gà mổ đau lắm á. Cái diều căng cứng nè. Những chú heo đáng yêu của ông bà. Ốc 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 con dễ thương quá ốc ốc ơi. Ốc 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 ốc. Dễ thương quá cả nhà. Đá này lấy đá sắp lại thành một cái chuồng heo. Bên này nữa, bên này có một chú heo nữa nè. Đáng yêu quá ốc ốc ơi ốc ốc. Ốc ốc ơi. Gà thấy khô thì những chú heo ở sạch sẽ không có bị bệnh cả nhà. Nhưng mà thấy rất là thương. Thương những chú heo như thế này. Cái chuồng heo này có thể là mình có thể sử dụng rất là lâu, không có sợ nó bị hư. Bây giờ là con đã lắp cho bà cái đèn xong rồi nè. Bây giờ con bật lên con hướng dẫn cho ông bà sử dụng nha. Thì theo cái lời yêu cầu của ông bà là ông bà muốn lắp cái đèn ở chỗ đây nè cả nhà. Đó, mình lắp ở chỗ đây mình đã cột chắc chắn rồi nha. Cho dù gió cỡ nào cũng không bao giờ mà rớt cái đèn được đâu cả nhà. Chỉ có bay cái nhà của ông bà thôi chứ không có rớt cái đèn được. Bay hết luôn ông ha. Bây giờ con bật lên nè. Bây giờ con chỉ cho ông bà nha. Đây con bây giờ con bật lên trước cho ông bà coi nó sáng nha. Hay là con mở lên. Đó, ông bà coi đây sáng nè. Dạ, ở trên đây nè cả nhà, nó sáng luôn nè cả nhà. Thì cái nút mà tắt là tắt nè. Đó. Bây giờ con chỉ cho ông nha. Cái này là mở nè, mở lại ở trên. Mở lại trên. Đó. Rồi mở rồi. Rồi bà tắt hay tắt lại dưới đúng rồi. Tắt. Rồi những cái nút đây là bà đừng có đụng vô đó nha. Có nghĩa là con sẽ hẹn giờ. Gà sẽ hẹn giờ là 5 giờ chiều là tự nó sáng lên nha cả nhà. Tại vì ở trên núi là 5 giờ là 5 giờ chiều là nó tối rồi. Bây giờ mình hẹn giờ nè. Đó, 5 giờ chiều là nó sẽ sáng lên cho ông bà luôn mà là sáng tự động á. Rồi 5 giờ sáng là nó sẽ tự tắt nha cả nhà. Đây bây giờ ông bà mở đây, mở sao? Mở lại trên. Đó. Mở. Rồi. Tắt. Rồi, quá tuyệt vời. Thì cái đèn này á là của anh Quốc Trương. Anh Quốc Trương tặng cho ông bà. Dạ. Thì ông bà cảm ơn anh Quốc Trương qua cái màn ảnh nhỏ của con ấy. Ông thì nhớ. Cảm ơn anh đi. Cảm ơn. Dạ. Vỗ tay. Vui quá. Hôm nay á là có cô Loan ở bên Canada tới thăm ông bà. Tuốt ở bên bầu trời bên kia kìa, xa lắc luôn. Dạ. Đến thăm ông bà nha. Có một món quà nhỏ nhỏ tặng cho ông bà nữa. Đây. Bà biết không? Vui không? Vui vỗ tay. Rồi cảm ơn cô Loan. Cảm ơn. Dạ. Cái bóng đèn này á là mình đem cất... Cái này đem á. Cho con hả? Cho con á. Cho bà cho đậu đỏ nè. Một chai nè. Một chai này á hả? Một chai này bà bán bao nhiêu tiền? Dạ, có bán tiền không? Vậy hả? Nó chè ăn. Nấu chè ăn? Dạ. Ăn chơi. Ăn chơi. Ăn chơi. Cảm ơn bà nha. Vỗ tay. Ông bà rất là vui luôn cả nhà, rất là vui. Phải nói là ông bà rất là dễ thương luôn. Cái này là đậu đỏ của ông bà trồng từ thiên nhiên luôn á cô. Mình ăn là mình không có sợ thuốc. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn bà ra nhiều. Chúc cho ông bà thật là nhiều sức khỏe nha. Bữa sau con mang nệm nè, gối nè, mùng nè, mền nè lên tặng cho ông bà nha. Gạo mắm muối nữa, tại vì hôm nay con mang đi nặng quá, với lại gà tặng cho những hoàn cảnh bên dưới cả nhà. Mình mang nặng quá với lại gió quá mình mang không có được cả nhà ơi. Bữa nào mà đứng gió chút xíu là con lấy xe con chở lên nha, con chở lên rồi xong rồi con vác lên núi đây con tặng cho ông bà nha. Ông bà nha, không biết ngày nào ơi, 3-4 bữa nữa là con lên lại. Dạ hả? Dạ, con lên lại con tặng. Bây giờ con tặng cho ông bà cái đèn trước này, bà mở lại giùm con coi. Con nói ngày là thứ hai, thứ ba không có nói vậy ha. Dạ, con không biết ngày nào. Dạ, bây giờ bà mở đèn lại lần nữa đi. Mở nè. Đó. Tắt. Vỗ tay. Rồi, bà vui quá cả nhà ơi. Bây giờ con đi về nha. Về hả? Dạ.
không có hái sữa đổ nữa không? Không, con không hái sữa đổ đâu. Dạ. 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 Có nói ăn gì hết ha? Dạ không. Không, không hết. Hôm bữa bà có mời cho mấy anh em là ăn bữa cơm cả nhà. Bữa cơm với lại bánh tráng nướng. Với lại bà tặng cho anh hai là hai chế đu đủ nhỏ để về ăn bị trị cái bệnh thận á. Đó thì cô chú ở bên nước ngoài là góp ý với mình là chia sẻ, nói là ăn cái trái đu đủ á, bị thận ăn cái đu đủ nhỏ nhỏ cả nhà, nhỏ nhỏ thôi nha, mình luộc lên mình ăn một chín trái như vậy sẽ hết bị bệnh thận. Thì anh hai ăn thử đi cả nhà, ăn thử coi có hết hay không. Thôi con cảm ơn bà nha, chúc con bà thật là nhiều sức khỏe. Khỏe nha. Dạ. Bà không có gì đâu, ý bình thường à. Thôi bà cho con cái này là quý lắm rồi. Thôi cái này của cô Loan chứ không phải của con. Dạ ha. Dạ. Bữa nào bà đào cho con củ khoai lang với củ khoai mì nha. Dạ hả? Dạ. Thiệt rồi đó. Dạ. Thèm dạ, hả? Dạ thèm chứ. Thèm hả? Bữa nào lên ha? Bữa nào lên đào cho con. Hồi nãy thì biết lên thì ông đào á. Thì hôm nãy ông đâu có biết. Thay khoai mì á. Dạ. Khoai lang khoai mì luôn. Khoai lang cũng có. Khoai mì thì có. Khoai mì một củ thôi nha. Để chờ chút rồi ông đi đào. Không không, để bữa sau con lên lấy. Thay hả? Dạ bữa sau lên lấy nha. Và gà cũng xin cảm ơn anh Quốc Trương đã tặng cho ông bà một cái đèn năng lượng mặt trời buổi sáng ban tối cả nhà. Ông bà có thích đèn năng lượng không? Thích thích. Thích không? Vui không? Vui. Dạ. Một lần nữa ông bà cảm ơn anh Quốc Trương đi. Vỗ tay. Bye bye ông bà nha. Gà cũng xin khép lại video tại đây nha. Chúc cho tất cả cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống nè. Bây giờ ông bà bye bye cả nhà. Bye bye. Bye. Hôm nay cô Loan là có mua cơm lên cho ông bà ăn. Để ông bà được một bữa ăn ngon cả nhà. Bà mẹ mua bữa như vậy.